chào tất cả mọi người. Hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách massage bụng bằng cái chiếc máy Rifa Carat hai bánh cho face và cho body. Và thường là Nhi hay giới thiệu với mọi người cái cách sử dụng face đúng không? Hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn mọi người chuyên đi cho vùng bụng mà Nhi, cái cách mà Nhi đi mỗi ngày. Và đồng thời là Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh chiếc máy. Chứ nếu không mọi người đã massage từ dưới bụng mà mọi người cho lên mặt massage thì những cái kem mà tan mỡ ở dưới bụng nó sẽ dính lên trên mặt và nó sẽ dễ gây mụn và làm cho có vi khuẩn, làm cho da của mình không có được đẹp và nó nhìn trông còn dơ cái cây này nữa ha. Cho nên đây cũng là một cái cách để mà bảo quản cái chiếc máy Rifa Carat thật là tốt ha. Ok, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mọi người đi ha. Thì hôm nay Nhi sẽ sử dụng hai cái loại kem. Thì thứ nhất là kem Dạ Man. Kem Dạ Man. Cái Dạ Man này mình có thể sử dụng để đi cho máy, như những cái chiếc máy Rifa Dạ Man đi cho body, hoặc là cái cây Rifa đi body này. Hoặc là mọi người, cái này thì giá cao, giá trên 1 triệu. Còn nếu như chị em nào kinh phí thấp, không có điều kiện kinh tế, mình có thể sử dụng cái kem massage body này. Cái này thì chỉ có 300 mấy một tiết thôi ha. Ok, hôm nay Nhi sẽ sử dụng kem này. Tác dụng của nó là vừa làm thon gọn, tan mỡ cái vùng mình massage, và nó còn giúp cho cái vùng da đó được đẹp hơn, mịn màng hơn. Hikishime, nó giúp cho cái da săn chắc hơn, tan mỡ. Và một hũ này 200g rất là to, cho nên là mọi người có thể sử dụng cũng khá là lâu ha. Ok, đầu tiên thì bây giờ Nhi sẽ thoa kem lên bụng. Thơm lắm, cái kem này nó khá là thơm. Mình không cần thoa nhiều đâu, thoa vừa phải một chút thôi. Một hũ xài lâu lắm mọi người. Xong, đầu tiên mình sẽ đi từ trên này xuống, đi hai cái lằn này cho nó tạo cái hõm bụng. Tùy thôi nha. Nếu như mọi người muốn biết cách đi chuẩn nhất thì mọi người có thể dở cuốn catalog của nó ra, nó sẽ có hình ảnh và cái chiều mũi tên rất là ok. Nhưng đi theo cái cách mà Nhi hay đi mỗi ngày cho mọi người ha. Và mình lăn cái này khoảng chừng 5 phút thôi, không cần lâu. Và thường xuyên vào mỗi ngày, mọi người sẽ thấy cái bụng mình nó sẽ có một cái hõm rất là thích, trông như hồ con gái. Xong mình đi. Mà phải chăm nha mọi người nha. Nhi về Việt Nam cả tháng nay, Nhi không có đem được cái Rifa này. Nhìn thấy nó không có cái hõm rõ. Nhi chỉ cần lăn khoảng một tháng thôi, mọi người sẽ thấy cái cơ bụng như nó khác. Nó hơi rít, nó không có độ trơn, thì mình ấy thêm kem nha mọi người nha. Cái cây này nếu như mình xài, mình nên sử dụng kem. Không sử dụng kem thì nó sẽ hơi đau, và tác dụng nó sẽ ngược lại, nó không tốt ha. Hôm nay là có cái mỡ hôm này nè, hôm bữa là gọn hơn nữa. Hôm nay này thấy không, đi về Việt Nam Nhi ăn uống mà không có tập thể dục, rồi ăn xong rồi nằm ra, tại vì lâu lâu được lười mà. Nào mình đi hai cái vùng này nè, đó cái vùng này nè, đi lên xuống. Đi một hồi nó sẽ đỏ lên. Sau đó mình đi hai cái vùng eo này cho nó tạo cái eo. Rồi bên này đi một hồi thôi, mọi người sẽ cảm giác ngứa và đỏ cái bụng, đó là nó đã có tác dụng lên ha. Mình sẽ cảm thấy ngứa và đỏ, chứng tỏ là nó có hiệu quả. Nó mọi người thấy cái bụng như bắt đầu đỏ lên chưa? Đó, một ngày mình chỉ cần lăn một chút xíu như vậy thôi là đã đủ ha. Và bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh cái
chiếc máy đi pha này, tại vì bây giờ mình đã xài. Mọi người nhìn đây, chiếc máy khá là ố ha, nó khá là ố do mình thoa kem, xài kem rất là ố, rất là dơ ha. Và cái này mình đi lên mặt mình là biết bao nhiêu con vi khuẩn nó lại lên mặt của mình ha. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh cây Defa Carat. Ok, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mọi người cách rửa cây Defa Carat này nha. Thì mình có thể sử dụng sữa rửa tay, xà bông rửa tay cũng được. Đây là cái Herbal Hand Soap của Dr. Scalable, là một cái loại sữa rửa tay lành tính, không có chất sút, cho nên Nhi sẽ sử dụng. Còn nếu mọi người kỹ hơn, mọi người có thể mua cái sữa rửa mặt dạng thường rẻ tiền để mình rửa, hoặc là loại xà bông rửa tay mà không có những cái thành phần chất sút cái này kia là ok ha. Rồi, Nhi sẽ rửa sơ bằng nước. Và mình chú ý mình không có rửa theo cái chiều này, nước sẽ vô những cái kẽ này, mình sẽ lực ngửa lên nha. Và vậy thì mình cứ mở lời nước vừa, không quá lớn, và mình rửa vô tư. Cho xà bông vô, là mình dùng cái tay của mình. Mọi người sẽ nhìn nó rất là bóng. Mình rửa bình thường và mình cho dưới vòi nước mình rửa. Và mình sẽ chuẩn bị một chiếc khăn. Mình để ngửa lên như vậy ha. Khoan, đợi nhiều xíu. Khăn ha, và mình lau sạch sẽ là ok. Hoặc mọi người có thể để sẵn một chiếc khăn và mọi người lật ngửa lên vậy để cho nó ráo tự nhiên cũng rất là ok ha. Mọi người chú ý lật ngửa lên nha, chứ không để như vậy nha. Mình sẽ lật ngửa lên như vậy đó, để cho nước nó nhiễu xuống. Hoặc là như Nhi thì Nhi sẽ sử dụng một chiếc khăn Sibon. Chiếc khăn này là hồi trước Nhi dùng cho lau mặt, và bây giờ nó khá là khô, nó cứng hơn rồi, cho nên Nhi không dùng cho mặt nữa. Nhi để dành để lau máy móc ha. Mình để đây. Còn nếu mình lau rồi thì mình có thể để bình thường. Còn nếu như chưa lau, mình để ráo nước thì mình lật ấp như vậy. Đó, mọi người nhìn đây. Sau khi mà Nhi lau sạch sẽ thì chiếc máy bóng hơn rất là nhiều và rất là đẹp. Cái khăn này là khăn Sibon nha. Nhi xài mặt, và do là Nhi mới vừa đổi khăn mặt thì mình sẽ tận dụng nó để lau máy móc, vì nó vẫn mềm mịn hơn những chiếc khăn khác và nó ít bị chày, nhất là đối với những chiếc máy Defa này. Mình xài cẩn thận, mình đừng nên để chày xước ha. Mọi người nhìn đây, trong chiếc máy rất là bóng. Và khi mà nó bóng như vậy rồi là mọi người có thể vô tư và đi lên cái mặt của mình nha. Rất là vô tư và thoải mái, không sợ gì nữa hết. Ok, xin chào và tạm biệt mọi người. Hy vọng rằng những cái chia sẻ nhỏ nhặt của Nhi sẽ giúp ích cho mọi người. Và nếu như mọi người thấy hay và hữu ích, mọi người like giúp giùm Nhi nha, để Nhi có động lực làm thêm video cho mọi người. Tạm biệt, bye bye.